Thằng Ngáo ơi, ui, đi cắn dép không? Thôi không đi đâu, tôi bận ở nhà làm công an rồi, không đi đâu. Trời ơi, không hay tin nổi luôn á. Vậy thôi tôi đi một mình à nghe. Đi đi thiệt à, đi 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 đây. Ê mà khoan, à mà cho hỏi cái nhà có dép không? Ừ. Nhà tôi ba đời cắn dép luôn á. Cười té đáy luôn á, đáy. Trời đất ơi, làm như kéo đàn hay lắm á. Kêu ra đi ngồi nghe các kiểu rồi ha. Thấy mà mắc mệt ha. Phèn. Ôi ôi, muốn chạm vô chân mị mà dễ à. Ôi, để lắm mới cho rửa nó nha. Mới có lương mà lại cho ăn hạt không. Ôi ui. Vãi. Hạt ngon mà Lu, ăn đi con. Ngon vậy ăn hết đi. Rồi nói vậy cái ăn hết luôn á. Nhớ lần sau phải có